Xin chào anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music nhé. Trong video lần này, mình sẽ cùng mọi người khám phá về mẫu piano điện Yamaha IDB-145 có vị trí vô cùng đặc biệt trong giới chơi piano nhờ vào vẻ đẹp sang trọng, vuông vức so với các mẫu piano trong cùng tầm giá 25 triệu. Tuy nhiên, không có sản phẩm nào có thể cuốn hút người chơi nhạc nếu như họ chưa trải nghiệm nó. Nào, cùng mình đem cây IDB-145 đến với trường Last Tenor tại quận Bình Thạnh. Hiện tại, hai bạn nhân viên bên mình đã đến nơi và đây là khung cảnh của trường Last Tenor. Chào anh em xem clip nhé. Trời chiều nay mây đen đang kéo về, gió lạnh nhưng hai anh em mình hy vọng trời sẽ không mưa để có thể hoàn tất việc giao đàn một cách tiện lợi nhất. Đợi chút cho mình dẫn đường vào giúp xe chở đàn. Last Tenor là một ngôi trường rất là đặc biệt. Các bạn sẽ không thấy những thứ quen thuộc như sách vở, thay vào đó là nụ cười của các em nhỏ. Ngôi trường này tập trung phát triển tư duy, giúp các bé trải nghiệm thực tế đời sống bằng phương pháp Steiner, lấy đàn từ xe tải xuống nhé. Được sự giúp đỡ của thầy Đại mà hai bạn nhân viên đã có được cảnh quay mang đàn này gửi đến các bạn. Rất cảm ơn thầy. Bước vào trường là khoảng không gian rộng với nền gạch nâu xếp thành từng hàng thẳng tắp, tô điểm cho tông màu trắng các bức tường. Phía trong là không gian lớp dạy học được tô điểm bằng những cái bàn gỗ, làm tụi mình như ôm lại kỷ niệm hồi nhỏ khi được ba mẹ dạy viết trước khi đi học. Cùng khui thùng IDB-145 với cô giáo nhé anh em. Bên trong gồm thân đàn, chân đàn, pedal, ốp lắp đàn và kèm theo một ghế piano màu gỗ cao cấp dành cho người học nhạc đến từ hãng Yamaha. Mọi người có tò mò về mẫu đàn này không? Cùng mình tìm hiểu thôi. IDB-145 là cây đàn lý tưởng cho trẻ em hoặc người lớn mới tập chơi. Bàn phím được trang bị công nghệ GHS trên 88 phím, đàn tích hợp 353 bản nhạc và 10 tiếng cho người chơi đa dạng khả năng sáng tạo, đa dạng cổng kết nối và tính năng tương thích vô cùng thuận tiện. Ứng dụng Smart Pianist giúp việc luyện tập dễ dàng hơn cho người chơi. Thông tin về đàn đã xong, giờ đến lúc các bạn nên biết về chế độ bảo hành vô cùng hấp dẫn khi mua đàn tại Minh Phụng Music nha. Khi mua đàn, người chơi sẽ được bảo hành 12 tháng chính hãng bởi Yamaha, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Hãy theo dõi cô giáo bút siêu đàn nào mọi người ơi. IDB-145 là mẫu đàn điện không quá xa lạ của Yamaha và ngoại hình không mấy khác biệt của dòng Arias. Đặc biệt với cái đàn lần này, người chơi có thể yên tâm về khả năng học tập cùng với trẻ nhỏ. Cảm ơn anh em đã đồng hành trong buổi đi giao đàn đến trường Last Tenor. Trong tập kỳ này, có bất kỳ câu hỏi nào, mình hy vọng sẽ xem được comment của các bạn. Đừng quên like, share, subscribe để chờ đón những video thú vị khác. Nếu quan tâm về mẫu đàn nào, các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0919768606. Xin chào và hẹn gặp lại.